Hey, xin chào các bạn. Các bạn ơi, hai con mắm mới vừa đi qua ba của nó rồi. Bây giờ thì mình sẽ ăn. Ở đây thì mình có tôm nữa, rất là nhiều luôn. Đây là mình sẽ ăn mì tôm nha. Đây là mì gói với lại xà lách son. Xà lách son á, mình trụ 2 lần nước nóng mà nước sôi á, xong rồi mới để chung với mì, chứ mà một lần là nó không có chín đâu. Ờ, lòng giờ vậy không? Cá rau củ nó đỡ ngắn mà. Để mấy con ra đây cho nó ấp ấm.
cái súp đã mà. Và tự nhiên mình tính là ăn tôm thôi mà, nhưng mà thèm ăn mất súp rồi đó. Không biết mình thích ăn cắn rồi mà. Mình mới giờ thấy thêm mẹ phone không biết có gì không à, xíu mình kêu lại. Vậy mà ngon lắm đó. Bởi vậy nhiều khi một mình á cũng dễ lắm mà, ăn đại đại vậy đó. Nhưng mà thật ra ông mình chán mà. Nó giòn giòn sực sực á, gã.
Cái salad xong nó hơi già cộng nữa. Nước súp là đã. Rồi các bạn ơi, cay các bạn ơi, nóng. Mình xây dựng video đây ha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của Mary. Bây giờ thì Mary phone lại thêm mình đây, mới giờ thấy thêm mình phone Mary á. Bình thường thì ít khi nào nó phone Mary khi mà nó ở dưới ba lắm. Nên thật ra Mary sợ là có chuyện gì. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của Mary ha. Hẹn gặp các bạn trong video tới.